Rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình Ngôi nhà tuổi thơ của Đài Hà Nội. Các em thân mến, nghệ thuật là một sân chơi mang lại nhiều niềm vui và bổ ích cho chúng ta. Khi yêu mến, đam mê và theo đuổi một bộ môn nghệ thuật nào đó, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự, chia sẻ của một bạn nhỏ có tên là Quỳnh Anh. Với niềm say mê cây đàn piano, đã không chỉ có nhiều niềm vui, sự cân bằng mà bạn còn đạt được nhiều giải thưởng cao đáng ngưỡng mộ. Là một bạn nhỏ đã có niềm đam mê với cây đàn piano từ khi còn bé xíu, Quỳnh Anh đã theo học cây đàn này lúc mới 5 tuổi. Những phím đàn đã thu hút cô bé ngay cả khi em chưa hiểu từ nốt nhạc là gì. Khi được các cô giáo hướng dẫn để hiểu hơn thì tình yêu với nghệ thuật, với cây đàn piano lại càng được thể hiện rõ trong em. Ngay cả lúc đối mặt với dịch bệnh Covid thì em vẫn luôn theo học các lớp học online do cô giáo Khánh Linh giảng dạy. Chính sự ham học hỏi và say mê ấy cũng phần nào đã giúp Quỳnh Anh có được nhiều thành tích đáng nể như hiện nay. Quỳnh Anh bắt đầu học với mình từ hồi 4 tuổi và học được 6 tháng thì mình chuẩn bị đi du học ở Úc. Thế nên là bạn ấy học online với mình. Quỳnh Anh là một cô bé rất có năng khiếu. Tai của bạn ấy rất là tốt nên là bạn cũng có thể nghe và phân biệt âm thanh được rất là tốt. Bạn ấy có khả năng tập trung rất là cao và bạn ấy có thể học thuộc và có trí nhớ logic rất là cao. Tại vì học đàn là cần phải có logic. Nếu mà không có logic thì sẽ không thể nhớ được một cái bản nhạc, vì một cái bản nhạc của bạn ấy đã 10 trang rồi. Trong khi bình thường tầm tuổi của bạn ấy là những cái bản nhạc chỉ có đánh 1-2 trang là nhiều nhất. Bạn ấy mới có 10 tuổi, đánh một cái bài của bạn 10 trang và bạn ấy đánh rất nhiều bài như thế. Thế tức là bạn ấy phải nhớ rất là tốt và bạn ấy nghe rất là nhiều nhạc nên là bạn ấy có thể nhớ được. Không còn dáng vẻ nhút nhát của cô bé mới lớn, ngay khi ngồi ngay ngắn trước cây đàn, từng ngón tay điệu nghệ của Quỳnh Anh đã lướt nhẹ trên phím đàn, say mê hòa theo mỗi bản nhạc. Con rất thích chơi đàn, con yêu nghệ thuật và con muốn tập luyện để con biểu diễn. Con nghĩ nghệ thuật sẽ giúp lứa tuổi của con sẽ được cân bằng hơn, thoải mái hơn sau mỗi giờ học căng thẳng. Mỗi khi con được chơi một bản nhạc, con cảm thấy vui vẻ hơn, nhiều năng lượng hơn. Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật thì có lẽ chính sự tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc và say mê đã giúp Quỳnh Anh có được nhiều thành tích và giải thưởng đáng nể như hiện tại. Em cũng là một trong số ít học sinh được tham gia biểu diễn ở các liên hoan piano quốc tế. Ở sân khấu nào thì cô bé ấy cũng đem về những giải thưởng cao. Quỳnh Anh là một bạn nhỏ luôn lan tỏa tình yêu, niềm say mê nghệ thuật đến với các bạn xung quanh. Để chúng ta có thể tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống, được cân bằng sau mỗi giờ học. Đó cũng chính là những giá trị đích thực của nghệ thuật dành cho lứa tuổi thiếu nhi.